Các bạn còn nhớ mấy cái trứng cút lúc trước mình ấp nở không? Hôm bữa nó nở ra, hôm nay nó khác nữa rồi nè. Để mình cập nhật lại cho các bạn xem nha. Hôm nay lông lá nó mọc đầy đủ rồi ha. Cái đầu sao nó vẫn y thinh vậy à? Nhìn lúc nó mới nở giống như là ở chuồng vậy đó. Còn bây giờ thì giống như là mới mặc cái áo vô rồi, lịch sự hơn rồi đó. Mà có điều càng lớn thì nó càng nhát nha. Bắt nó quay clip có được đâu. Nó chạy cà tăng 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 vậy đó. Còn đây là con cu của thằng bạn mình nó cho á. Hồi lúc nó chưa mọc lông đầy đủ nữa kìa. Mà bây giờ lớn quá chừng rồi nè, biết bay rồi, nhưng mà ba chưa có gành, bởi vậy để thằng em mình nó nuôi. Khi nào đi học về là chắc nó biết bay gành rồi, mình sẽ thả nó về với tự nhiên. Còn bây giờ thì để nuôi hai con này chung với nhau thôi, để cho nó có đôi có cặp, có bạn để bầu bạn nữa chứ.